Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày mai 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân Eden Park tại Auckland, New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng lớn trước cuộc gặp với đội Mỹ và việc họ đến được đến đây đã là một thành công. Trước giờ bóng lăn, nhiều người đã dự đoán rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp khó khăn và có thể thua đậm trước nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, thất bại trước đội bóng hàng đầu thế giới không làm xấu hổ đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi đây là một đối thủ mạnh mà nhiều đội bóng khác cũng đã phải đối mặt. Đội tuyển Mỹ là đương kim vô địch thế giới với 4 lần vô địch trong lịch sử World Cup bóng đá nữ và họ là bá chủ tuyệt đối trong môn bóng đá nữ với nhiều danh hiệu và chiến tích ấn tượng.